Rồi, mình xin chào các bạn. Hôm qua thì mấy đứa em ở Cà Mau nó lên thì nó có cho mấy ký tép đất. Hôm nay mình sẽ luộc của bánh tráng ăn nha. Các bạn xem video cho vui nhé. Tép đất này nó ngọt lắm, nó khác chứ con tép bạc mình là cái vỏ nó dày với lại nó có bông 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 nè, mình tròn nữa, con tép bạc kia nó dẹp hơn. Cái đó là cháy. Còn cái bên đây cũng nhấp đầu nó luộc ăn với luộc cái này nè, ăn với bún. Nhìn nó sạch sẽ. Bữa nay bên hè mình có một cái bếp ga trong nhà cho ga sau hè, cho cô gái Nhật này ga sau hè. Hình này giống văn Mai Hương quá ta. Ai ai. Dinh Giang con. Không mở nè. Thơm quá. Cái này mình cháy để ăn cơm. Ăn cơm thiên nhiên này á, cái gạch của nó ngon ghê luôn á. Chiều ăn với rau với cái mướp và bà hái một chiếc nước mắm canh nên ngọt ngọt. Sáng thì ăn bún. Thợ mới tập sự cho dán bếp hả? Hôm nay lên tường trắng tươi ha. Trên đỏ với trắng. Trắng xanh đỏ vàng tím. Nay chị làm món gì vậy? Cái gì? Chúc ăn tép cuốn bánh tráng à.
Chứ cửa nhà anh hai có cây mai nở quá trời luôn à. Mai 10 cánh luôn. Tết tới rồi. Nghe có mùi Tết rồi đó. Ở với chị hai thì núm rơm kho tiêu, trên đây là trên mình là tiêu kho núm rơm. Trong đây thì cái bếp bếp này để mình bắt lên để mình luộc lỗ tai heo với thịt heo nè, để hồi cuốn bánh tráng ăn nè. Nước tương nữa, xào xào lên nè. Cái này mình kho mình chỉ bỏ nước tương thôi, nước trong núm rơm nó ra xong rồi đó, cuối cùng mình bỏ tiêu vô là xong. Còn cứng cứng nè. Sau một lúc cuối cùng thịt cũng đã mềm, chín mềm rồi. Ba gạo này quay ngon. Trong gói cũng đủ mà. Không thấy. Mắm tép. Mắm tép này các bạn, làm bằng con tép đất nè. Làm bằng con tép đất là cực kỳ ngon luôn nha. Cái này là hỗn hợp nước mắm, nước với lại đường. Mình bắt lên bếp nấu cho nó hơi kẹo kẹo. Mình bỏ tỏi ớt vô. Ngọt lắm chua ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chua vậy được rồi. Một tô này thôi là hết nồi cơm. Chuyện làm nước mắm rồi nãy quá chua, cô làm nặng canh nhiều lắm rồi á. Cái này chị Hai làm nước mắm xả để chấm ốc, ăn ốc, ốc luộc xả. Tình hình là có hai bọc chấm dẹp của chị Năm mua về lâu rồi. Bữa nay sẵn làm cho cô Bảy ăn luôn. Hôm qua bữa đó không có phần ăn chấm dẹp rồi. Bữa nào nay tới còn nhiều hết trơn rồi. Ăn gì nổi nữa. Hồi đó với ruộng thấy ở bên trước ở bên sông á, ba ra cái chồng nếp á, ruộng ai á chồng nếp, ăn cơm nếp không à. Cái này á, khi mà mình làm cơm nếp á, là cái hạt lúa, cái hạt nếp á, hạt nếp này mình chưa có khô lắm, nó giống như nó vừa vừa thôi, thì mình hái về xong rồi mình gan xong rồi mình quết. Mình quết xong rồi mình lấy vỏ ra, mình thổi vỏ ra. Nó sẽ thành cơm dẹp. Đặt cái dẹp là thành cơm dẹp hay gì? Đặt cái dẹp là thành cơm dẹp. Đặt nó không dẹp là thành cơm dẹp. Dưới phải chọn mà. Còn chấm 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 rồi. Cái đũa mới đẹp. Chấm chấm chấm. Cái này mình rưới nước dừa ít ít thôi đó, xong mình trộn đều lên, mình để một hồi xong rồi mình thấy nó tình hình thế nào mình mới rưới tiếp. Chứ mình rưới còn một lúc mà nó chưa thấm là hồi mình thấy vậy mình thêm hoài hồi lại nhão nhạt luôn. Được rồi ha. Được rồi. Còn đường nữa. Chúng mới ra đường ta trộn vậy luôn vô mà. Rồi mình bỏ dừa vô luôn. Ủa bỏ đường vô luôn. Xong rồi mình lắc. Rồi. Không, rồi giờ đi dọn tô đi, ra tô cậu Bảy về rồi. Bún nha. Ra tô đi ăn bún. Rồi mình để cho nó yên chút xíu cho nó thấm. Thêm nữa, cũng chia hết rồi vậy. Ủa của bác ba để hỏi bác ba ăn rau không? Rau của bác ba chắc sắp nhuyễn thiệt là nhuyễn ra rồi. Để máy hình tốt đi. Cái này thịt rồi sắp cho bác ba riêng nè. Thôi để nhắc ra riêng cho bác ba. Để tao làm dấu. Cho nó xả nè. Rồi, nè lấy cái sở. Thôi lấy sở đi nó thịt nhắc nhỏ vô tao. Tao ở dưới rồi tôi mới biết sao ai tốt nhưng mà đồ tiền chuyện
không nhập đồ ta hầu thằng này nó tốt. Sao vậy cậu ấy? Nó chặn không được xe lõ không, đồ bổ không, người ta không cho bắn chứ. Nó dò, nó nhặt chứ không có xe bông gì chứ. Tao bận bộ đồ tao đi đám, ba cái đám đồng, tao mới thảy vô chụp đồ cho nó đang mới nhặt, làm nhặt. Bị đi xuống xíu gì đâu, đâu có dơ đâu. Để đó với nhà môi có lắm khác, hoặc lấy bạn nữa. Đó là ra mình cung cây á. Ông già chồng của con Mỹ Tiên á. Quần áo là cũng mấy chục bộ vậy bà, không có lạnh. Hai con lấy con đi Khánh. Con hai chị bộ cũng sắp đi, nước mắm mà không thấy gì đó. Rồi bây giờ anh như tôi như một tôi. Mưa lại. Má giờ con tổ tôi dựng chết đem cảnh là rồi rồi. Còn mới biết nhiều thấy bệnh áo mặc rồi nào rồi. Nó mua chợ cái cắt hồi đó không còn. Đi xếp rồi hồi đó xong đi bây giờ mua áo chợ rồi áo thun. Áo nông rồi cái đứng ra 40 cái áo ở trên. Bán ghẻ vậy. Ăn no. Rồi mày cả nhà dùng bún. Bún dạng tế, cơm muôn năm. Đã rẻ rồi 11 trái dừa. Nè.
rồi đó rồi đó trong giờ chồng mỹ phẩm mình cho cái hình ảnh nó nguyên cái đầu gì đó giờ heo ở nhà luôn rồi lỗ tai lỗ mũi thịt đầu không biết đợt mà đi về đi ra tát tôi ăn rồi mấy nhỏ nó sáng liền nó đã lắm cho anh nó cha cha người ta đi che đó nghe cũng tao đâu nó đâu kỵ mở đâu phải ăn ăn đều mãi người đã không biết ghi mình ghi mấy nữa ông mày chắc mập mà nhà con to nữa nè mày ai để đi Nguyên ăn rồi hả? Chim Nguyên ăn rồi hả Chim Nguyên? Ở đâu đó vậy? Mãi chơi. Mãi nó già còn sống còn lâu rồi. Cay quá. Cay đó. Cho con ăn nấu cay không? Ăn cay đâu được. Cay gì rồi? Ngon không? Dưỡng ăn được. Hơi the the chứ còn cay ăn được. Rồi đó. Tôi bị viêm họng với cái lưỡi bệnh cả chục năm nay rồi đâu ăn cay được đâu. Bị tơ lưỡi hoài. Bắt đầu gắn. Tôi gặm cái chừng 5 phút ngon. Nhiều thấu. Tôi nói mấy gì mấy nhỏ chắc là nhờ ba nước muối, không ba nước muối chắc là chết rồi. Mình tám người nó nói là không có đập không có chịu chứng luôn tư gì vậy á mình đã nổi rồi không nó một mình cũng như nó đỏ tay dài lưỡi mình sang thêm mấy mắm kia nó mới ngon á hai cái mình sao rồi con tép này ăn khác con tép mình đây ha tép này tép đất mà tép này thịt nó ngọt tép mình nó ăn tép tươi ăn có ngọt mà tép nước ngọt đâu ngọt bằng tép nước mặn. Tép nước nhiều vô. Tại mình qua nước đá rồi nó không ngon cái con tép mà bắt lên ăn liền nó ngon hơn được. Bữa nay tôi nhớ là có mấy con chút vô mà được mấy con á. Bắt lại ăn liền nó ngon. Ngon. Cũng đúng. Lượng nó là đá đông đá gì đây mà ăn còn ngọt ngon rồi. Cái gì cũng vậy, thịt heo, bò, cá, nghĩa qua trong đá rồi là nó ngon không? Ờ, cũng mất chất lượng. Chẳng hạn mình muối có đồng nước đá, mình muối lên nước đá rồi là nó còn ngon hơn. Ờ, cũng mất chất lượng. Cá phê như vậy, ở dưới bắt lên còn nhảy cái tối đem vô mình kho, nướng, chiên, nghiện cũng ngon hơn. Mà ăn không hết thì bỏ tủ lạnh qua bữa sau bữa lấy ra ăn hết ngon. Đúng ở trong dì hai ghé lần lên dì tư ăn dì tư nữa sao? Giờ ăn xong xuống đây ăn chiên gà nó còn ăn không nổi nữa cái đó trời quên dựng lên cái đó ăn đi về cái bụng nó mệt qua làm chiên gà còn ăn nổi chứ đi nấu cơm hay là ăn không có nổi không cái mày dì tư chao nó hết ăn luôn à dì tư dì tư chao nữa nghe được đưa qua nó thì nó cháo. Chị nó cũng tính là cháo. Cháo lợi nó mà tính ra vậy chứ không có ăn nấu cháo hả? Nó dịp chứ ăn cháo. Mấy đứa là cũng ăn thịt gà không chứ nó nghe dịp còn còn dư gà thì không có dư. Dư cháo hả? Tối rồi tới điện kiếp cứ mở ra con rồi đánh tôi múc ba hấp ăn một câu vịt xiên kho với cái mà nó cao không nào ăn tôi ra bờ đi ăn không không ăn thì đeo bên đây một câu mà chơi gì Ba đã ăn nhiều
chung. Hấp hấp hết cái mắm rồi hả? Dữ vậy hả? Ngon. Này chuyện làm nước mắm mà tôi chấm thử một miếng ăn mà nhắm mắt luôn á. Đỡ lưỡi hả? Không phải đỡ lưỡi mà nó chua. Mà chua lắm, ăn đâu ngon. Thêm bánh xèo nữa là chua. Thêm tí nước mắm nữa. Sao mình lễ nhiều xăm gì? Có tăng được đậu. Cũng là tăng được đậu. Không có ai. 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 Không bún này trộn lại ăn mạnh miệng. Thì nó bán ký cái thứ gì mà không có ăn đâu, có 10 ngàn, có 10 ngàn ký rồi. Dạ đúng rồi, không ăn 10 ngàn là dễ nhất. Tu 20 năm đó thôi cảm giác còn nó có bán không gửi 17 mà dài một ký. Cái này là câu bấy mình lột ra xong nha, cái dừa dừa dán nha, rồi cái cuốn bún bánh chén nó vô nha, lắm mắm bạn ơi. Rồi nó xong rồi, nó gọi là cái gì? Thì cái này có xong rồi, ta lấy không có chịu ăn cơm luôn hết, cơm sáng rồi. Bắp nhà bắp ba còn nhiều bắp ba? Nhiều lắm mà, nhỏ xíu à, dạ. Không được, bự như vậy đây. Hốc cả gỗ mà, bự đó, gỗ đó. Dạ. Mà không có. Cái nhà chú bên ông nhà bắp ba, ốc dữ lắm. Để là quýt ăn cơm không? Để là mấy dài thon. Nó ăn lắm bẻ là dài quýt rồi, dài tưởng quýt ở hồi cọc hết trơn. Quýt cây là không có gai. Hai bên cái đó. Cái này hả? Cái trắng á. Làm nghề tới đâu làm theo tới đó vậy nè. Anh nghe ăn thử cái dừa ăn chưa? Nha, ăn thịt to đó, chèn ép dây đó. Bóc. Rồi nó bời gợi chân. Thêm nước mới được, vẩy nước đường vô. Thôi để lấy cho ba riêng đi, ba thích ăn vậy nè. Khô quá à. Thêm miếng nước đường nữa. Em ăn cơm rồi à? Ăn cơm rồi à? Ăn bún nãy còn mấy bún này. Ờ ba chả giò không có chiên. Mai ăn. Mai ăn. Bữa nay ăn bún mà không có chiên. Ăn bún là mắm tép mà. Rồi. Chứ ăn nguyên ngò nguyên chảo luôn. Không có ai không? Hấp miếng canh vô. Ừ. Chừng để thôi có mày ớt nha mẹ, vừa mắm tép vừa ớt nha mẹ, mắm tiêu á. Tép này vỏ nó cứng hơn tép bạc thiệt. Tép bạc cái vỏ cứng hơn. Nó giòn gỗ gỗ. Nó giòn.
Bây giờ là tới tiếp mục cơm dẹp. Cơm dẹp cái này nó không ngon hả? Nó không có dẻo. Không có dẻo, nó bời rồi. Để lâu quá. Mấy tháng rồi. Cái gì? Nếp á, anh đi mua nếp á. Anh đi mua nếp mà nếp cũ á, anh nấu sôi cũng đâu ngon đâu. Nó cũng bờ gờ vậy đó. Dù cho nếp sáp hay nếp thái gì cũng vậy mà nó cũ quá rồi là nó bờ gờ rồi. Rồi thế là xong một ngày. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.